xong xuôi hết rồi anh em ơi, xong một bộ áo clip. Xin chào tất cả anh em em, rất vui lại anh em lên kênh YouTube của mình. Đầu video vô chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bữa nay mình làm một clip quay chia sẻ anh em sơn lại bộ áo của clip này anh em ơi. Này là cũng cũ hết rồi nhưng mà giờ nó giảm giá trầy xước giờ sơn lại. Mình quay chia sẻ anh em xem nè, anh em có lúc qua thấy video mình có ý nghĩa thì anh em nhớ cho mình xin lại một like anh em. Một lượt chia sẻ, anh em nào chưa được ký kênh bấm ký kênh ủng hộ mình. Like ký kênh còn miễn phí anh em ơi. Em cứ like ký kênh ủng hộ mình có động lực mình làm những clip tiếp theo anh em xem. Cảm ơn anh em nhiều. Giờ cũng vệ sinh cũng xong hết rồi, giờ mình đi pha màu thổi lên anh em ơi. Màu cát vàng. Clip quay chia sẻ anh em xem nè. Bây giờ pha màu thổi lên. Để pha màu anh em ơi. Màu đó thì trước mắt anh em pha cái màu bạc. Nó quay bạc trước ha. Cái lâu nào gì màu nào giờ anh em cứ quay đều lên vậy nè. Cái đầu mình xếp qua. Cái đầu này. Mấy màu này cũng dễ pha anh em ơi. Thợ thì mình khỏi nói rồi. Pha mình quay chia sẻ anh em những đam mê thích sơn xe hay là học nghề hay chuẩn bị học nghề rồi thì nhớ theo dõi video mình tham khảo thêm nữa. Đó, màu bạc với màu vàng. Nên xài vàng da bò. Màu vàng nhưng mà đỏ nên cho miếng đỏ vô xài lên là xài đỏ H10 đó nên cái gì chung là mình màu mình cứ canh mình pha thôi không cần đo đong điếm hết nè mình đã thấy làm hơn cân đo đong điếm rồi thì hơn hay rầm rà quá. Quay thẳng chia sẻ anh em xem nhiều cho anh em dễ hiểu ha. Rồi trước mắt mình cứ pha vậy đi, để mình thổi lên đi anh em ơi. Rồi nè, anh em thấy không? Thổi lên đi rồi mình test lại, mình kiểm tra lại chừng nào mình lên màu á, cái mình chỉnh màu đó lại. Mình lấy theo cái màu gốc của nó mình chỉnh lại cái là lên màu theo kêu luôn anh em ơi. Sơn lên anh em ơi. Những cái màu mà nó còn màu vậy là nó còn cái màu của nó vậy mình cũng không cần lót sắm chi nè mày, chỉ trà rửa sạch sẽ bọc thổi lên nè, thổi lên hai nước rồi mình dùng keo lên luôn. Có nhiều anh em hỏi mình sao thổi không lót sắm, lót sắm là tùy theo cái món đồ chứ không phải là món nào phải lót. Tự những món đồ mà anh em mà cạo hết tẩy hết sạch sẽ ra mình phải lót sắm lại, lót sắm lại mọi chuyện nó không tóc không có lột. Còn những màu này nó không có lột thì anh em không nên cần lót sắm cũng được. Anh cứ thổi thẳng lên thôi, thổi thẳng lên rồi mình kiểm tra lại.
nước nữa anh em ơi. Anh em lót xong cái anh em test vậy ha. Cái nào nó tay trước mình test lâu vậy nè, cái rồi lên màu cái nữa. Lót màu cái nữa mình pha màu chính thử luôn anh em ơi. Nè, em lót xong test liền như vậy cái. Vậy ha. Bây giờ mình lót cái nữa cho nó líp mấy nó bột hết đi cái cho nó kỹ là cái nữa cái mình pha màu thử luôn, màu kia luôn anh em ơi. Lót cho nó líp màu hết vậy ha. Mới chấm bột cho nó líp hết đi. Pha màu chính thử ra luôn anh em ơi. Màu này anh em cứ pha vậy hăng, giờ nãy màu mình thì nó hơi trắng xíu. Giờ anh em cứ pha cái màu gốc của nó nè, màu zin của nó còn nè. Thế này nó pha như vậy. Mình sơn theo cái màu cũ của nó, mình hơi chừa một miếng nào đó để mình lấy màu ha. Mình coi cái màu y giờ mình pha. Thì giờ mình màu này nó có bạc 18 anh em ơi. Anh em cứ pha vô bạc 18 cho có hộp ha. Hộp cho nó chiếu chiếu. To bạc hộp to. Trước rồi nên cái đó cái vàng vô cho nó vàng rồi cá vàng nó phải có vàng. Màu này cũng dễ pha nè mày, những cái bạc với vàng với đỏ, mình cho món đỏ hấp người vô cho nó hồng hồng lên chút. Mình cứ pha về cái này mình ha, vàng đỏ liền ha, để mình thổi lên giống màu của nó vậy đó là thấu được rồi. Nè, cái màu nó giờ lực thấu lên em ơi, rồi giờ thấu màu lên anh em ơi. Cái màu này nói chung là em cũng dễ pha lắm anh em ơi, pha em cứ pha bạc nhuyễn với bạc to với vàng da bò với đỏ H10 em pha vô là nó thành ra cái màu này, màu cắt vàng này cũng dễ pha lắm. Nên là mình hộp mình lót về ha, lót trắng xuống vậy đi, cái mình thêm vàng thêm bạc hộp vô chứ thêm nó đỏ thì nó là anh em lên màu luôn rồi. Bây giờ có màu lên anh em ơi.
rồi nè, cũng có hai nước nha, hai nước cho nó dày lên cho nó đẹp, mỏng quá nó không có lít bao nhiêu. Thank you.
giờ trồng keo lên anh em ơi, anh em chịu khó sơn mài không, mình trồng keo trồng ngoài vậy ha, ngoài anh em trồng được trồng hai nước, trồng hai nước cho nó bóng, cho nó căng mặt, nó bóng đẹp hơn.